mỗi người sẽ sẽ có một cái định nghĩa về thành công khác nhau nhưng mà có rất nhiều cái nó sẽ mang tính chất tiêu cực cho các bạn trẻ tức là nhìn thấy những cái người họ không hiểu sao ở độ tuổi đó họ đã có thể thành công như vậy họ có cái này họ có cái kia nhưng mà họ không hiểu được rằng đằng sau đấy những cái người đấy họ đã phải trải qua những cái gì mà chỉ à. nhìn thấy cái bề nổi thôi thì các bạn ấy sẽ sinh ra một cái tâm lý là muốn thành công sớm muốn thành công nhanh và các bạn sẽ rất là dễ vấp ngã đó, khách mời đã từng xuất hiện trên podcast người trong môn nghề trước đây đó là anh phạm sơn tùng mà tôi cần quan trọng nhất là kiến thức thế sau khi ra trường ấy, thì cái giai đoạn thứ hai nó gọi cái gì mà nó đến nhanh ấy, thì nó qua rất là nhanh muốn cái nhà nó vững thì cái móng nó phải chắc đừng có đem cái mục tiêu hoặc cái kỳ vọng của người khác để áp vào bản thân vì bản chất là chỉ có mình mới hiểu bản thân mình thôi Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Việt Anh, host của chương trình. Và Hôm nay thì mình rất vui mừng là có mặt ở đây một khách mời đã từng xuất hiện trên podcast Người trong Môn Nghề trước đây Đó là anh Phạm Sơn Tùng Trong cái lần xuất hiện lần này thì anh Tùng hình như là có một cái title mới trong, trong công việc của mình Đó là Phó Chủ tịch của CF Holding CF Holding là một cái hành trình mới trong sự nghiệp của anh Tùng Em không biết là anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái cái công việc này và cái tập đoàn của mình hay không ạ? Ok, rất là cảm ơn người trong Môn Nghề lại có lời mời và À, được quay trở lại đây được trao đổi những cái chủ đề rất là thú vị với cả các bạn nếu mà lần trước đến với cả người trong môn nghề thì anh đang đóng vai trò là cso của trợ thức tốt là một cái mảng đầu tư của của bên anh ngày hôm nay đến với một cái vai trò mới là phó chủ tịch của cf holding à, thì vào giai đoạn này bọn anh tái cấu trúc lại cái vận hành của toàn bộ tập đoàn cũng như là định hình lại cái flow làm việc cũng như là um, cố gắng tối ưu hóa và chính vì thế thì với cái vai trò mới thì anh phải quay trở về CF Holding để tập trung hơn vào cái việc định hình cấu trúc chiến lược cho tất cả các doanh nghiệp Hôm nay thì chủ đề của mình nó lại liên quan đến câu chuyện thành công bền vững ừ. Lý do tại sao mà em mời anh Tùng là bởi vì em nghĩ rằng là anh Tùng thì cũng là một người mà có thể nói là thành công Thậm chí là thành công từ rất sớm với những cái công việc gọi là trước đây của mình khi mà mình còn rất trẻ Đứng từ góc nhìn của xã hội đi thì anh là một người thành công nhưng mà từ góc nhìn của chính anh thì cái định nghĩa của anh về thành công là gì? Thực ra thì đúng như em nói, mỗi người sẽ sẽ có một cái định nghĩa về thành công khác nhau và thậm chí là mỗi giai đoạn người ta cũng có những cái định nghĩa về thành công khác nhau nữa. Vâng. Đối với bản thân anh á, nói một cách nghiêm túc thì anh cũng không đánh giá rằng là mình là một người đạt được thành công gì đấy gọi là nổi trội hay là nổi bật gì cả. Anh chỉ đánh giá rằng là trên cái hành trình cuộc đời của mình, anh đang đạt được một số những cái cột mốc đáng ghi nhớ và trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn thăng trầm khác nhau trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong kinh doanh tất cả mọi thứ thì anh thấy rằng là cái gọi là thành công đi nếu như mà mà được gọi là thành công nho nhỏ của bản thân anh ấy, là vào lúc này anh đạt được một cái sự cân bằng khá Đúng. là tốt một một cái sự cân bằng ở trong trong cuộc sống của mình ở trong công việc của mình à, anh có thể chủ động được trong rất là là nhiều thứ từ trong công việc anh có thể chủ động sắp xếp được mọi thứ ở trong cái công việc của mình và cùng ừ. là đóng góp à, được gì cho xã hội là cái mà anh cũng cũng trong xuyên suốt cả cái quá trình làm việc của mình thì anh luôn luôn hướng đến cái việc đó tạo ra những cái giá trị à, chia sẻ lại cho xã hội ví dụ bên anh thì có à, quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình việt nam là một cái à, ý tưởng của doanh nghiệp để xây dựng và đóng góp à, những cái hoạt động à, thiết thực đến những cái đối tượng ở trong xã hội mà cần được quan tâm, thì bọn anh, anh có thời gian để làm cả những cái việc đấy nữa, thì anh đánh giá là anh khá cân bằng được và qua đó thì anh tự thấy rằng là, ok nếu như gọi là có thành công nho nhỏ thì cái sự cân bằng đấy là cái mà anh thấy rằng mình làm được. Đây là cái góc nhìn cá nhân của em. Em nghĩ là tất cả cái thứ mà bền vững thì nó thường mất thời gian, mất rất nhiều thời gian để nó có thể xây đắp thì từ góc nhìn của anh thì thành công nó có phải là một thứ tức là thành công bền vững nó có đi theo xu hướng như vậy không ạ ừ cái gì mà nó đến nhanh á, thì nó cũng qua rất là nhanh và. và thậm chí thành công nó y chang như vậy bản thân anh đã được chứng kiến những cái người em rất là trẻ ừ. và các bạn ấy đạt được cái thành công rất là nhanh và đặc biệt trong trong cái khoảng thời gian khoảng 10 năm trở lại đây thì các cái các cái trend các cái xu hướng hay là các cái cơ hội ấy, nó xuất hiện rất là nhiều, xuất hiện rất là nhiều và ở đúng cái thời điểm đấy ấy, thì có rất nhiều các bạn trẻ có thể đạt được được cái thành công nó cách nhanh chóng do có nhiều lý do nhưng mà anh nghĩ rằng đó chính là việc là cái gì tốt ấy, và muốn nó bền vững ấy, thì đều phải mất thời gian để xây dựng nó giống như ngôi nhà thế thôi muốn cái nhà nó vững thì cái móng nó phải chắc cái trụ cột nó phải rõ ràng nó phải liền mạch với nhau thì từng bước từng bước em xây lên bao nhiêu nhà cao bao nhiêu tầng cũng được. còn nếu như mà mình cứ coi mọi thứ và đặc biệt là muốn uh, thành công nhanh chẳng hạn thì giống như kiểu em uh, trồng cấy những cái cây ngắn ngày thôi thì em chỉ ừ. có thể thu hoạch được một vụ thôi. Thế nhưng mà có những những cái cây ăn quả nó phải trồng đến bảy tám năm chẳng hạn thì mới bắt đầu thu hoạch. nhưng mà nó là thu hoạch uh, tăng trưởng theo cấp số nhân luôn thì đấy là thực tế anh và anh cái niềm tin của anh về cái việc là mọi thứ mà mình muốn nó tốt ấy, và mọi thứ muốn nó bền vững thì đều phải mất thời gian à không thể nhanh được vâng à. vâng nhưng mà như anh nói ấy, thì để mình hướng đến sự bền vững thì mình cần nền tảng ừ. mình cần những cái nền móng nhất định vậy thì nếu mà là một bạn trẻ đi thì để xây dựng cái nền móng cho hướng đến câu chuyện là thành công bền vững thì các bạn cần cái gì ừ nền móng thì thì nó sẽ sẽ có rất là nhiều yếu tố và uh, các bạn phải xác định rất là rõ về cái việc nó bạn muốn thành công trong cái lĩnh vực gì đấy. hay là, là 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 trong sự nghiệp này trong cuộc sống này hay là cái gì đó anh nói ví dụ này về trong sự nghiệp đi chẳng hạn thế là nền móng của một cái sự nghiệp vững chắc ấy, đầu tiên ấy, là cái kiến thức của bạn về cái đấy đã vâng cái kiến thức về cái ngành nghề đó <laughs> nó cực kỳ quan trọng giống như kiểu là uh, người ta đã đúc kết ra rất là là nhiều cái công thức để làm được việc đấy rồi. Ví dụ như là 10.000 giờ thì mới có thể trở thành chuyên gia được. Vâng. Cái quan trọng hơn của cái 10.000 giờ đấy, đấy là 10.000 giờ tập trung. Đúng. Chứ không Đúng. phải là 10.000 giờ kiểu như là uh, hứng lên thì làm một cái không phải. đó là 10.000 giờ tập trung vào cái lĩnh vực hay cái ngành nghề hay là cái kiến thức đó thì mình mới có thể trở thành chuyên gia và cái, cái này nếu mà để mà gọi là học tập một cái nền văn hóa nào đó hoặc học tập một cái đất nước nào đó thì anh nghĩ là nhật bản chính là một trong những quốc gia mà nếu để nói về xây dựng nền móng về kiến thức và kỹ năng là nhật bản là một cái quốc gia như vậy họ làm từng việc nhỏ một và những việc nhỏ đấy có thể trở thành là họ phải đạt đến cái mức độ là bậc thầy ấy master mới được vâng. ví dụ nên về thực phẩm đúng không vò gạo, à, đồ, đồ, vò gạo mất bao nhiêu năm à, nấu cơm mất bao nhiêu năm rồi cuốn sushi mất bao nhiêu năm hay là vâng. dùng dao cắt như thế nào cũng mất bao nhiêu năm và họ làm cái đấy rất là thuần thục và bỏ cái sự tập trung rất là cao độ của mình vâng. thì anh nghĩ là cái cái nền tảng đầu tiên ấy là cái kiến thức và kỹ năng đấy là các bạn phải dành thời gian để xây dựng cái thứ hai một trong những cái yếu tố nữa mà nó cũng sẽ rất mất thời gian đấy chính là việc xây dựng cái mạng lưới của mình, mạng lưới kết nối của mình, những con người chất lượng ở trong cái mạng lưới mối quan hệ của mình. À, bởi vì là một người không thể giỏi tất cả các lĩnh vực, một người không thể giỏi tất cả mọi thứ, và mọi người không thể có tất cả các mối quan hệ. Và nếu như mình dành thời gian ngay từ đầu mình xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng, thật sự là mình đem lại giá trị lẫn nhau thì sau này cái mạng lưới đó của em nó sẽ giúp được à, cho cái việc mà mình xây dựng cái sự thành công cực kỳ nhiều và nhiều khi á à, trong kinh doanh của bọn anh cũng thế thôi tức là có những cái giai đoạn nó cực kỳ khó khăn gần như có thể nói là không biết bước tiếp như nào hoặc là phía trước nó không có lời giải nhưng mà mà chính nhờ những cái mối quan hệ mà mình đã xây dựng rất là nhiều năm trên cái quan điểm là tôn trọng lẫn nhau và họ rất là hiểu rồi. rằng là mình là người như thế nào ở trong kinh doanh thì cuối cùng là vào cái giai đoạn ấy tự nhiên là cái người đấy người ta đến người ta à, hỏi là mình cần giúp gì không và họ lại có cả giải pháp nữa ừ. cuối cùng là mình vượt qua được những cái đấy và bọn anh không nghĩ rằng là những cái yếu tố như vậy nó lại có thể à, đem lại cái lợi ích à, lớn tới mức đó thì à, cái yếu tố thứ hai chính là cái việc là à, cái à, network của mình cái mạng lưới mối quan hệ của mình nó cũng sẽ đem lại cái à, nền tảng vững chắc cho cho cái uh, thành công vâng ừ. như vậy là em uh, có thể tạm hiểu rằng là có hai thứ quan trọng nhất nền tảng của thành công mà các bạn trẻ nên tập trung ừ thứ nhất là <laughs> là kiến thức và kỹ năng về nghề ừ mình phải thực sự giỏi và thực sự phải trở thành cố gắng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình đúng không thứ hai là network và network thì nên là một network chất lượng, đúng rồi. hướng đến những cái vấn đề hướng đến những cái giá trị mà lâu bền. Chính xác. Thay vì là những cái network có thể là không kiểu mấy anh em. tín <laughs> hiệu <laughs> ấy đúng không? Thời gian thì có hạn mà, đúng và. không? Thời gian thì có hạn thì nếu như mà mình cứ dành cái mối quan tâm và thời gian của mình cho một cái mạng lưới như vậy thì sẽ không thể nào có thời gian cho những cái mối quan tâm và. quan trọng hơn. Đó thì và. tổng hòa tất cả những cái đấy nó dựa trên cái nền tảng là kỹ năng mềm đúng không vâng. kiến thức và kỹ năng ở đây mình xây dựng cũng cần phải có kỹ năng mềm để học như nào tốt này vâng. xây dựng để tích lũy và đấy khi càng cái kiến thức nó càng nhiều chẳng hạn thì làm sao để sắp xếp được nó nó cần kỹ năng mềm rồi xây dựng mối quan hệ cũng là kỹ năng mềm cả cũng bắt buộc phải phải có kỹ năng giao tiếp rồi tất cả mọi thứ thì đấy anh anh nghĩ nó là, là phải xây dựng cái nền tảng tốt thì giờ mình mình có thể nhìn thấy trên báo chí này hay là trên tất cả phương tiện truyền thông là các bạn trẻ bây giờ thành công cũng sớm lắm các ừ. bạn kiểu mười mấy tuổi hai mươi tuổi yeah. hai mấy tuổi các bạn đã thành công rồi và đương nhiên là thành công thì 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 ai cũng thích tuy nhiên thì có một cái em nhận thấy là anh em mình cũng có chia sẻ là thành công trẻ nhiều khi nó cũng có những cái cạm bẫy những cái, ừ. cái cạm bẫy của nó yeah. vậy thì từ một người mà đã trải qua cái câu chuyện như vậy rồi thì lúc mà anh thành công sớm như thế thì anh cảm thấy như thế nào mà? bởi vì thực ra là trong những cái lĩnh vực mà anh làm ví dụ như là thương mại điện tử ấy, chẳng hạn thì à. anh được tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ rất Đúng. nhiều bạn Đúng. trẻ và bạn ý kiếm thu nhập rất là 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 tốt ví à. dụ như những cái con số anh không thể hình dung ở cái độ tuổi như vậy mà các bạn có thể làm được cái việc đấy ở chiều ngược lại khi bạn thành công nhanh như vậy thì các bạn ấy đấy một là các bạn ấy sẽ không kiểm soát được cái sự kỳ vọng của mình tức là, là các bạn nghĩ rằng các bạn giỏi rồi các bạn ấy như vậy là là rất là xuất sắc và các bạn ấy nghĩ rằng là thế là 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 xong rồi hay thành công sớm của người trẻ bây giờ thì nếu như các bạn để ý chỉ cần không phải so đi đâu xa so với các quốc gia mà đang phát triển mạnh về uh, thương mại điện tử đi uh, trung quốc hay là ở đông nam á là uh, indonesia thì cái độ tuổi thành công của những cái người ở các quốc gia đấy nó còn thấp hơn người trẻ việt nam rất là nhiều ừ. nhưng các bạn ấy không dừng lại mà các bạn lại tiếp tục tiếp tục tiếp tục phấn đấu. Bởi vì là các bạn ý, anh nghĩ là một trong yếu tố là các bạn ý uh, kiểm soát cái kỳ vọng nó tốt. Manage cái kỳ vọng của bản thân rất là tốt. Từ khi đạt được một cái nấc nào đấy thì các bạn luôn luôn nhìn thấy cái nấc tiếp theo là gì, hoặc là cái rủi ro ở cái nấc này là gì để các bạn ý tiếp tục các bạn ấy phát triển. Và vì thế nó luôn luôn nó vẫn còn cái động lực để học, luôn luôn có động lực để thử những cái mới để cố gắng phân đấu hơn là cái việc là nhìn thấy những cái ở trên mạng xã hội đặc biệt trên mạng xã hội hiện nay có những cái gọi là vui thì ok nhưng mà có rất nhiều cái nó sẽ mang tính chất tiêu cực cho các bạn trẻ tức là nhìn thấy những cái người họ không hiểu sao ở độ tuổi đó họ đã có thể thành công như vậy họ có cái này họ có cái kia nhưng mà họ không hiểu được rằng là đằng sau đấy những cái người đấy họ đã phải trải qua những cái gì họ đã phải vượt qua những gì để đạt được cái thành công đấy mà chỉ à. nhìn thấy cái bề nổi thôi thì các bạn ấy sẽ sinh ra một cái tâm lý là muốn thành công sớm muốn thành công nhanh thì cái đấy nó sẽ dẫn các bạn ấy đi nhiều khi sẽ sẽ không tốt và các bạn sẽ rất là dễ vấp ngã đó. Ừ. Ừ. Vâng. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện kiểm soát kỳ vọng đấy có phải là một thứ mà mình có thể học tập, tức là mình có thể học và mình phát triển được không? Nó nên dựa trên những nguyên tắc nào? Đúng rồi. Vâng. À, bởi vì cái kỳ vọng ấy, hay là cái mục tiêu ấy, của mỗi người nó sẽ khác nhau. Vâng. Và cái đó không ai giúp mình thực hiện được. Vâng. và cũng đừng có đem cái mục tiêu cái kỳ vọng của người khác để áp vào bản thân bởi vì là nó sẽ rất là là là, là khó để đạt được uh, vâng. cái điều đấy vì nó không phù hợp vì bản chất là chỉ có mình mới hiểu bản thân mình thôi vâng. mình mới hiểu điểm mạnh của mình là gì mình mới hiểu cái uh, điểm mà mình chưa hoàn thiện là gì uh, những cái tiêu cực của của mình là gì và dựa vào đó thì mình mới biết là mình cần phải tập trung ở đâu để phát triển tức là ví dụ như có người thì sẽ bảo rằng thất bại là mẹ thành công <laughs> nhưng ngược lại thì trong nhiều trường hợp em cảm thấy là thất bại nhiều khi nó lại là có chỉ dấu để mình nên chuyển hướng <laughs> như vậy thì từ góc nhìn của anh thì anh nghĩ thế nào về câu chuyện là làm ra để cân bằng giữa hai cái yếu tố đấy <laughs> làm là cân bằng giữa câu chuyện là kiên trì <laughs> và câu chuyện của là cố chấp ví dụ có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ à, nghĩ rằng là là khởi nghiệp này hay là ra kinh doanh cái là tôi sẽ đi bây giờ chắc dễ nhất là gì ta à mở quán cà phê À, đúng, đúng không được, đây đây là một xu, xu hướng là bây giờ thích cái là là bây giờ bảo đi ra làm gì là mở quán cà phê thế thì ngày xưa anh cũng từng mở quán cà phê và đấy là một thất bại của anh gọi là thất bại và sau đó phải sang nhượng lại quán luôn á bởi vì uh, thứ nhất là mình không có uh, chuyên môn ở trong lĩnh vực đấy ngày thứ hai nữa là mình thật sự thời gian đấy anh anh không có sự chú tâm anh không có sự uh, uh, tập trung đủ với cả nó nên thành được. ra là là mình cứ để cho nó thả trôi thôi mặc dù là là có những cái partner khác họ lo về cái phần vận hành nhưng mà à, về cái tổng thể nó không hiệu quả và cuối cùng thì à, anh rất là nhanh chóng khi mà thấy nó không hiệu quả thì một thời gian anh nhớ đâu đó khoảng vài tháng thì đó Thì bọn anh sang nhượng lại cái quán đấy và anh rút ra được cái bài học thì anh nghĩ rằng bài học rút ra nó quan trọng hơn là cái việc thất bại vâng tức là mình phải nhận thức rõ ràng gì F&B không phải là sai cà phê không phải là một cái gì đấy sai, chỉ có cái là thứ nhất là con người mình nó không phù hợp với cả cái đó, và thứ hai là mình không đạt đủ cái sự tập trung vào cái lĩnh vực đấy thì không thể nào làm thành công được. và anh anh nhận thức được được cái vấn đề đấy rất là nhanh, à, thì đấy là là một một cái ví dụ để để nói về cái việc là là thất bại à, quan trọng là mình học được một cái gì đấy. còn đâu là ở trong quá trình mà mà làm quản trị của anh thì cũng có một một cái câu chuyện cũng rất là thú vị, đó là Uh, cách đây khoảng vài năm ấy, thì um, trong cái hệ sinh thái của bọn anh thì bọn anh xác định rất là rõ là một cái mảng của bọn anh sẽ làm là về bất động sản uh, và bất động sản bây giờ thì thì không thể nào mà uh, nó giống như cả một cái cái quá trình hàng chục năm vừa qua mà nó sẽ cần về yếu tố công nghệ và thì bọn anh uh, mua một cái uh, startup ở nước ngoài về uh, prop property tech uh, công nghệ bất động sản ở nước ngoài để về Việt Nam vận hành Thế là xong tất cả mọi thứ đấy à, Xong hết rồi, mua hết, lập hết Công ty có nhân sự đầy đủ hết tất cả các thứ rồi Thì đúng lúc đó là thời điểm mà thị trường bất động sản ở Việt Nam đi xuống Vâng à, Em biết rồi đó Nó khoảng à, là, là cuối năm 2022, đầu năm 2023 Là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn của thị trường bất động sản Tất cả mọi thứ đều đều đóng băng và và học Thế cái lúc đó là rồi tiền thì đã trả rồi Set up hết mọi thứ tất cả rồi Thế bây giờ làm nào đấy là 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 một trong những những cái có thể nói là cũng là cú sốc với cả bà lãnh đạo của của công ty luôn nhìn ừ. nhận tất cả những cái đó. Thế thì lúc đó là là bọn anh ngồi lại với nhau và ừ. anh cũng chia sẻ rất là thẳng thắn là đấy tình hình nó là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta làm sao bây giờ lắng nghe lẫn nhau, chia sẻ tất cả mọi thứ chậm lại nhìn nhận mọi thứ góc độ nó rộng ra, tìm kiếm những cái alternative option những cái lựa chọn thay thế khác mọi thứ và đánh giá và cái quan trọng nhất ở cái lúc đấy ấy, anh anh nghĩ nó không phải là sự kiên trì hay là ở cái sự um, cố chấp đâu mà là cái sự kiên định ấy nó được thể hiện ở cái gì có một số người thì bị nhầm là kiên định tức là cứ cố chấp kiểu gì cũng phải lao vào vào đó vâng. nhưng không ạ bọn anh uh, có một cái nhìn rất là kiên định về cái việc là chắc chắn là thị trường bất động sản nó vẫn cần những cái công nghệ như thế này ừ. nhưng vào giai đoạn này nó không phải là thời điểm thích hợp thế bọn anh xoay đổi toàn bộ cái chiến lược vào thời điểm đấy là khi mà đã có tất cả giấy phép à, xong tất cả thì bọn anh thấy rằng à nếu như vậy thì chúng tôi không chỉ có thể là một công ty proptech mà chúng tôi hoàn toàn có thể à, trở thành một cái à, nhà phát triển bất động sản à, thì bởi vì vào cái thời điểm đấy thì bọn anh nhìn nhận là thị trường bất động sản nó đi xuống tức là sẽ bắt đầu xuất hiện những cái tài sản giá rẻ à, bởi vì người ta cần à, cái dòng tiền thì à, lúc đó bọn anh lại nhìn nhận thấy rằng à nếu như vậy thì cái công ty này vào giai đoạn này hoàn toàn có thể trở thành là một bên có thể đi mua lại các cái tài sản được định giá tốt ở trên thị trường và à. bọn anh kiên định theo cái định hướng đấy và xoay chuyển toàn bộ cả cái cái vận hành của cái doanh nghiệp đấy theo cái hướng đấy luôn tinh giảm tất cả đội ngũ lại chỉ còn đội ngũ là chuyên để đi mua bán sát nhập cũng như là thực hiện các cái dự án bất động sản và cuối cùng là bọn anh đạt được những cái thành thành quả nhất định trong cái giai đoạn đấy, mua được những cái tài sản bất động sản rất là tốt và bây giờ nó trở thành chính là cái trụ sở của CF Holding luôn. bọn anh mua được một cái tòa nhà với giá rất là tốt tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để trở thành là trụ sở của CF Holding thì đấy. như anh nói, thất bại nó không phải là vấn đề vì ai cũng sẽ có, ai cũng sẽ khó khăn. nhưng mà cái việc là kiên định hay là cái việc là tôi có thể uyển chuyển để vượt qua nó nó quan trọng hơn. Thì đấy à. là là hai câu chuyện mà thực tế mà trong quá trình làm việc của anh á là anh anh gặp phải những cái thất bại và à, đạt được cái thành công như vậy. Vâng. Như vậy câu chuyện không phải là mình gọi là cố chấp hay kiên kiên trì gì đấy mà nó thiên về câu chuyện là mình có một mục tiêu nhất định. Và nhưng mà để đi đến mục tiêu đấy thì rất nhiều yếu tố có thể xảy ra cho ừ trên đường Chính xác. và cái gốc ở đây là mình phải tìm cách để mình linh hoạt ừ. tìm ra cái phương án để cuối cùng đến cuối cùng là mình vẫn đi về hướng để đạt, đạt được mà có thể là con đường yeah. nó khác hiện giờ nếu mà nói về khối lượng công việc của anh thì chắc chắn nó không bao giờ giảm và chắc chắn là nó sẽ gặp nhiều trường hợp trong đấy là mình có rất nhiều thứ phải giải quyết cùng một lúc em nghĩ là cái chuyện đấy là chuyện mà chắc chắn là ai cũng sẽ phải gặp thực ra thì trong công việc trong cuộc sống thì khi mà mọi thứ nó dồn đến cùng một thời điểm thì chắc chắn là ai cũng cũng sẽ cảm thấy bị choáng ngợp, cảm thấy sẽ bị uh, thậm chí hoảng nữa những à. cái đó ví dụ chỉ đơn giản là nếu mà trẻ mà được uh, uh, lên một cái vị trí mới team leader thôi chẳng hạn là đã cảm thấy tự nhiên là ồ trời ơi, sau khi cái giai đoạn hào hứng ban đầu nó trôi qua một cái là tự nhiên thấy áp uh, tâm tối luôn áp lực luôn nó không biết quản lý nó như thế nào rồi bắt đầu à, áp lực từ sếp rồi tất cả mọi thứ kỳ vọng của mọi người mà thì nó sẽ làm áp lực thế thì nếu mà để mà gọi là có một cái lời khuyên Một cái lời chia sẻ đấy cho các bạn trẻ Là hãy chuẩn bị trước khi điều đấy xảy ra Rất đơn giản như vậy thôi Rất đơn giản là như vậy Tức là gì Hãy hình dung là nếu như khi mà Ví dụ công việc của bạn bây giờ chỉ có một thôi Hãy hình dung là nếu như công việc nó gấp 5 lần Hay gấp 10 lần Thì tôi sẽ xử lý nó như thế nào và từ cái suy nghĩ như vậy thì các bạn sẽ bắt đầu tìm những cái công cụ, những cái cách thức để quản lý được công việc hiệu quả hơn quản lý được thời gian hiệu quả hơn Còn đâu ví dụ như đối với anh thì ngay từ rất là lâu rồi anh anh có áp dụng cái cái mô hình về quản trị thời gian và quản trị công việc của mình đơn giản nó dựa vào có hai yếu tố thôi là việc quan trọng và việc gấp ừ. hầu hết tất cả mọi việc của anh anh sẽ đều phân bổ nó vào bốn cái, cái yếu tố là đấy ví dụ như là việc không gấp mà chả quan trọng thường những cái việc này là những việc mà rất là thích làm ai cũng thích làm À, ví dụ như là lướt tiktok này đúng không mạng xã hội thứ rất là vui nhưng cái việc đấy nó nếu như trừ trường hợp mình lên tiktok để mình học nha thì nó khác nhưng còn nếu mà chỉ gọi là để lướt cho vui thôi thì như vậy đó hoàn toàn là một việc không gấp và cũng không quan trọng bởi vì lúc nào mình có thể làm được đúng không à. thì hạn chế cái cái những cái việc như vậy thế là những cái việc gì mà quan trọng mà lại còn gấp nữa thì đấy là những việc đầu tiên phải làm việc vừa quan trọng mà lại còn gấp nữa thì bắt buộc là phải làm được. nhất định phải là trực tiếp mình làm không thể ai khác làm được việc gì mà gấp mà không quan trọng việc gì mà gấp mà không quan trọng thì thường ấy, ở từng từng cái cấp độ phát triển thôi nhưng mà đại khái là ví dụ như như anh chẳng à, hạn thì anh sẽ hướng đến cái việc là phải có quy trình và giao được việc đấy cho người khác vâng à biến từ một cái việc không quan trọng với mình nhưng rất gấp để có người làm cái việc đấy thì như vậy cái việc đấy nó sẽ trở thành là việc quan trọng và gấp với người đấy vâng thì như vậy là người ta chắc chắn là phải tập trung vào cái đó để làm rồi thì đến cái việc là mình đã có quan trọng nhưng mà không gấp à, quan trọng nhưng mà không gấp đúng không vâng. quan trọng mà không gấp thì chính là những cái việc mà em phải làm định kỳ thường xuyên lâu dài vâng quan trọng mà không gấp ví dụ như là tập thể dục nếu mà mình chưa gặp vấn đề về sức khỏe mình chả thấy nó có việc gì gấp cả, đúng không? Nhưng mà nó rất là quan trọng với mình. Đọc sách để tự học này cũng là một việc quan trọng nhưng mà không gấp là vì thế. Thì thường những cái việc này mọi người lại ít dành thời gian, ít chú tâm để làm và thành ra đến khi mà nó trở thành là quan trọng là gấp rồi ấy. Ừ. Tức là ví dụ thiếu kiến thức này hay là thiếu sức khỏe này thì lúc đấy là muộn mất rồi. Đúng không? Thì thành ra là khi mà mà phân bổ vào vào những cái yếu tố như vậy ấy, và làm cái này càng sớm càng tốt thì mình sẽ dần dần nó trở thành là thói quen nó trở thành là một phần của mình tức là mọi thứ mình đều làm như vậy ấy. thì sau này khi mà phát triển lên dần nếu các bạn trẻ phát triển lên dần trong sự nghiệp trong cuộc sống ấy, thì các bạn luôn luôn có một cái định hướng rất rõ ràng Đó, giống ví dụ bây giờ tôi là nhân viên nhưng mà nếu như tôi suy nghĩ theo cái hướng này này thì ngay từ thời điểm này ấy, khi em lên làm team leader khi em lên làm manager thì em đã có cái khái niệm ban đầu về việc là giao quyền vâng đúng không bởi những, vì những cái việc gì mà không quan trọng mà gấp là mình phải trao quyền mà phải có hướng dẫn cụ thể để nhân viên có thể thực hiện thì đấy chính là cái mà à, yếu tố mà à, các bạn nếu mà càng làm từ lúc trẻ thì càng tốt à, thế còn về câu chuyện về tạm gọi là cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì sao anh? Ví dụ như cái cái khái, khái niệm mà <laughs> trước đây mà nói nhiều đến ví dụ như là work-life balance này là cố gắng cân bằng cuộc sống với cả công việc. Vâng. Thì với cá nhân anh nhá, anh đánh giá là cái cái khái niệm đấy nó không 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 có thành công được. Vâng. Bởi vì mình tách bạch nó ra rồi. À, tức là mình mình tách bạch giữa việc là công việc và cuộc sống. Vâng. Và mình muốn nó cân bằng, thì về mặt bản chất là không thể nào bao giờ có cân bằng được. Bà. không bao giờ có cân bằng được và anh anh nghĩ đấy chắc cũng là lý do mà bây giờ không hiểu tại sao các bạn rất là trẻ nó chưa gặp nhiều áp lực gì nhá công việc cũng chưa đi đâu, đâu cả rồi mọi thứ nhưng mà dạo này suốt ngày nghe thấy là kiểu Chị, thích chữa đi lành. chữa lành ờ à, không hiểu là là, là 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 chữa lành gì thì đối với bản thân anh ấy thì anh nghĩ rằng là mọi thứ nó hòa hợp với nhau nó nằm trong cái tổng thể với nhau ấy. hay là bây giờ các bạn hay nói là cái gì ta cuộc live blend ừ. à, là, là nó hòa vào nhau ấy, thì thì somehow nó nó sẽ ấy hơn à, ví dụ như là là đối với bản thân anh đi à, cái cái à, thời gian biểu của của anh đi chẳng hạn bây giờ làm sao để mà hài hòa tất cả mọi thứ mà mình vẫn đạt được cái mục tiêu thế thì à, mình thấy rõ ràng những cái thứ mà mình cần đặt ưu tiên ví dụ như là tập luyện này đúng không rồi ừ. à, dành thời gian cho những người thân thế nhưng mà nếu mà bình thường á mình nhìn vào cả cái lịch trình làm việc kể cả như trước đây đối với anh chẳng có chỗ nào cho cho những cái việc đấy cả thế thì cách duy nhất là mình phải tạo ra thời gian cho nó thôi thì chính là dậy sớm ngày xưa anh anh không phải là người dậy sớm nhưng mà khi nó thành kỷ luật và khi nó thành thói quen rồi lúc đầu rất là khó để mà dậy được được vào tầm khoảng bốn rưỡi năm giờ sáng rất là khó cực kỳ khó nhưng mà cứ từng bước từng bước thì anh lại làm được cái việc đấy thế là thành ra là anh anh có thêm một cái khoảng thời gian buổi sáng khoảng một vài tiếng đồng hồ luôn đó. thì à, tập luyện này chạy bộ anh, anh rất là thích chạy bộ và các cái môn thể thao à, rồi thiền để cho mình tĩnh lại mọi thứ suy nghĩ suy niệm về mọi thứ đã diễn ra ngày hôm qua mục tiêu ngày hôm nay như thế nào à, rồi thì khi mà tập luyện này khi mà thiền có thời gian như vậy thì lại có thêm những cái cớ hoặc là có những cái lý do hoặc là có cái chủ đề để dành thời gian cho những cái người mà mình yêu thương Ừ. ví dụ như là anh anh là một người à lập nghiệp xa nhà anh anh xa bố mẹ rất là lâu rồi mặc dù là thường xuyên về nhưng mà em cứ thấy hình dung ấy nếu như mà mà mình sống xa như vậy ấy em để ý mà xem nếu như mà không có chủ đề gì đấy rất ít cơ hội để em có thể gọi điện hay em nhắn tin cho bố mẹ hoặc là người thân của mình Em ừ. biết nói cái gì công việc thì bố mẹ không hiểu đúng không mình cũng không biết là ở nhà đang xảy ra chuyện gì nhưng mà khi mà anh tập luyện này khi mà anh chạy hay là anh làm gì đấy chẳng hạn thì là nó thành thói quen là anh anh chia sẻ cái việc đấy Ừ. anh chia sẻ với cả bố mẹ thì thì tại vì là gia đình anh ba mẹ anh cũng cũng tập luyện thể dục thể thao rất là nhiều thế thành ra là đấy là tập đi mẹ ơi tập đi ba ơi là cái gì đấy thì thành ra là mình lại thêm một cái cơ hội để có thể có cái kết nối những cái đấy bởi vì thực ra trong trong cuộc sống hiện nay những cái mà yếu tố tổng hòa mà anh anh đang đang cố gắng hướng đến là thân tâm trí tức là thân thể là mình một cái cơ thể khỏe mạnh là qua cái sự tập luyện qua sự thiền định của mình tâm thì lần trước anh cũng đề cập đến cái việc làm làm anh luôn muốn hướng các cái doanh nghiệp của mình đến cái việc chia sẻ lại cho xã hội thì các cái hoạt động từ thiện của quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình Việt Nam á ừ. và những cái mà, mà 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 bọn anh sáng kiến cũng như là bây giờ anh là à, trưởng điều phối của của quỹ á, thì bọn anh luôn luôn tập trung làm những cái việc đấy thì khi những cái khoảng thời gian mà ví dụ như bọn anh lên các cái điểm trường vùng cao để có thể là chăm sóc tốt hơn các cái bé ở trên đó các cái điểm trường trên vùng cao học gọi là tập trung đấy. Ở nội trên chú. đó các ở nội chú các thầy cô giáo rất là vất vả thì làm sao cái bữa ăn nó có chất lượng hơn này. Rồi các cái hoạt động liên quan đến thăm khám chữa bệnh cùng cả bộ y tế bọn anh cũng làm. Thì trong những cái dịp đấy chính là cái dịp mà mình nhìn lại à mình may mắn như thế nào trong cuộc sống này để mình có thể là ngoài cái khả năng chia sẻ của mình thì mình lan tỏa cái thông điệp đấy đến nhiều người hơn và như vậy thì cũng có thể là giúp được nhiều người hơn đó thì trong những, những cái đó thì lâu lâu thì thậm chí là anh anh có mở một số những cái chương trình đào tạo Nên nhiều bây giờ thì các bạn hay sợ các ông thầy mà mở lớp đào tạo lắm thì anh có anh có nhưng mà là là cho trong doanh nghiệp của mình cũng như là trong các cái đối tác kinh doanh và anh anh thu nhiều khi là mọi họ bảo là cao ví dụ như đi học một ngày một triệu ví dụ thế thì nhưng mà toàn bộ cái cái lượng tiền từ những cái chương trình đấy thì bọn anh góp thẳng vào quỹ vâng. và thực hiện các cái chương trình kia thì coi như là những cái người học đấy họ họ thông qua cái chương trình đấy họ có kiến thức nhưng mà ngược lại thì lại lan tỏa được chia sẻ được cái thông điệp đấy còn đâu là trí thì là cái mà anh cố gắng cái duy trì việc là đọc sách à rồi nghe Podcast À, khi mà đi chạy thì có thể là nghe podcast rồi đọc sách cố gắng à, duy trì được được cái thói quen học và đọc sách nhiều và cuối cùng là đúc kết những cái đấy và chia sẻ lại được cho mọi người là là cái mà anh cũng cố gắng làm thì ba cái yếu tố đấy nó hài hòa nó tổng hợp ngay trong chính cái công việc của anh wow. tức là anh cảm anh cảm thấy là anh anh đã từ rất lâu anh anh không phải là cái người làm việc phải là đủ 8 tiếng nữa rồi nhưng mà trong cái thời gian làm việc hàng ngày anh vẫn có tất cả những cái yếu tố mà anh mong muốn phát triển thân tâm trí ở trong công việc của mình cho nên là anh luôn luôn anh cảm thấy là uh, có năng lượng để thực hiện cái đấy kể Đúng cả không? những cái công việc kia là có thể kéo dài đến đêm khuya ừ. hoặc là phải di chuyển nhiều tỉnh trong mấy ngày liền nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là hài hòa tôi vẫn phát triển được những cái yếu tố mà tôi thấy là nó tạo ra cái sự hài hòa trong cái cuộc sống của mình trong câu chuyện về về thành công thì em nghĩ là có một cái chắc là mọi người cũng không để ý nhiều nhưng mà theo em nghĩ là thành công bền vững thì nó thường là nó sẽ không thể là một thứ mà mình có thể làm một mình được. Để đấy từ góc nhìn của em và từ cái trải nghiệm của em em thấy là nếu mình không có một đội ngũ tốt hoặc là mình không có một cái định hướng tốt cho cái đội ngũ đấy thì cơ bản là mình sẽ rất khó có thể đạt được những thành tựu mà em hay gọi là lớn hơn chính mình ấy. Ừ, nó, nó, nó như vậy thì từ góc nhìn của anh thì anh anh nghĩ thế nào về anh có cái bí quyết hay là cách thức nào đấy để mình có thể tìm kiếm và xây dựng cái đội ngũ để hướng đến cái thành công bền vững. Rồi. Cái thành công bền vững mà ví dụ như ở đối với cả cả doanh nghiệp đi, nó đúng. nó chỉ là là một cái điển hình thôi, nhưng mà đúng như em nói là không một ai có thể đạt được một cái thành công mà chỉ có dựa vào bản thân mình. Vâng. Có rất là là nhiều cái luồng ý kiến có thể trái chiều với cái mà anh em mình đang nói nhá. Tức là ví dụ như có rất nhiều bạn sẽ nói là thế nhưng mà có những cái vận động viên chẳng hạn, họ thi những cái cái môn là là gọi là đối kháng hoặc cá nhân thôi. Vâng. thì tại sao lại 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 đấy họ thành công mình ấy nó không phải nó cả một một cái đội ngũ đứng đằng sau vâng. mình chỉ không nhìn thấy cái việc đấy thôi mình nghĩ rằng đó là, là cái thành công của của một cá nhân thì cũng tương tự như vậy trong một doanh nghiệp ấy, rất nhiều người sẽ nhìn nhận và thậm chí là um, huyễn hoặc bản thân luôn á là cái thành công của cái dự án đấy cái thành công của cái phòng ban này cái thành công của công ty này là do tôi Ừ, đấy là cái nhìn nhận thực tế của của rất nhiều người và 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 nhiều khi là những cái Huyễn hoặc đó nó dẫn họ đi uh, sai Trạch cái con đường đấy uh, và sau này cái thất bại ấy, thì cái lúc đấy thất bại lại là do tất cả mọi người nhưng thành công thì lúc nào là do tôi thế thì cái yếu tố mà nhìn nhận đầu tiên là phải là mindset mai phải đúng đã là thành công ấy, và thành công lớn thành công bền vững ấy, thì bắt buộc nó phải là một nhóm một tổ chức chứ còn cá nhân không làm được. Ví dụ như nói về về vai trò của giám đốc đi, thực ra giám đốc có chỉ có khoảng ba vai trò đó, quan trọng ở trong một cái tổ chức thôi để dẫn cái tổ chức đi thành công. Cái đầu tiên đó, là gọi là cái tầm nhìn. Cái tầm nhìn của doanh nghiệp đấy là gì? Thì chắc chắn là phải người đi đầu của tổ chức cái tầm nhìn đó, cái mô hình kinh doanh của nó như thế nào và chiến lược để hiện thực hóa cái tầm nhìn và cái chiến lược đấy thì chắc chắn phải là giám đốc phải làm. Cái thứ hai rất là quan trọng À, chính là bài toán tài chính và, bởi vì là ông có ý tưởng hay đến giờ đi nữa mà khách hàng không chịu mua không chịu sử dụng sản phẩm dịch vụ của ông ấy, và ông không có dòng tiền tức là thất bại về mặt tài chính thất bại về mặt finance thì không bao giờ thành công được thế cho nên là là giám đốc phải rất là am tường về cái lĩnh vực đó và cái cuối cùng quan trọng nhất chính là hay người ta hay gọi ấy, là xây dựng đội ngũ à, hay là gọi là chia bài à chia cái việc này cho ai và tìm cái người đúng cái lĩnh vực đấy à, thế còn anh chỉ có thể giỏi một lĩnh vực thì anh sẽ cần người giỏi về marketing anh sẽ cần người giỏi về tài chính anh sẽ cần người giỏi về operation về sale abc dae các thứ thì cái người giám đốc phải nhìn ra được cái việc đó là cái tổ chức này cần cái người như nào và tìm đúng cái người đấy hoặc là phát triển đội ngũ từ bên dưới đi lên và cuối cùng là mới có thể nhìn thấy hết là à cái bài toán về mặt nhân sự nó quan trọng như thế nào và thành công thành công lớn thành công bền vững thì bắt buộc phải xuất phát từ cái việc là xây dựng cái đội ngũ xung quanh mình là à. những người giỏi hơn mình trong lĩnh vực của họ vâng à vậy. tức là bây giờ anh anh rất tự hào là đội ngũ của anh các bạn ở bên dưới chuyên môn của bạn giỏi hơn anh rất nhiều chắc chắn là như vậy luôn các bạn làm sale các bạn làm marketing các bạn làm e commerce các bạn làm kênh phân phối gtmt rồi tất cả các thứ các bạn đều giỏi anh chắc chắn là như vậy và đấy là anh nghĩ là thành công lớn nhất của anh Vâng. là anh anh có được cho mình một một cái đội ngũ họ rất giỏi về chuyên môn của họ giỏi anh rất nhiều. Ừ. Vâng. Ừ. Và để xây dựng cái đội ngũ như vậy thì anh anh có bí quyết rồi. Cái cách mà anh anh nhìn về cái, về cái khúc này ấy, nó giống mặc dù anh không biết nấu ăn nhưng mà anh anh, anh nhìn nhận nó giống như là nấu ăn đấy. Vâng. Tức là em sẽ có rất nhiều các cái nguyên liệu khác nhau. Vâng. Có nguyên liệu rất là đắt, có những cái nguyên liệu thì nó rẻ đầy ở ngoài chợ ấy. nhưng mà cái người mà đầu bếp giỏi ấy, không phải là ở khía cạnh là ông dùng toàn những cái gọi là nguyên liệu đắt ờ, tiền. tiền mà ông nấu ra được cái đấy không phải có rất nhiều món rất là, là là đơn giản nhưng mà nó lại rất là ngon đúng không nó ở những cái nguyên liệu nhìn thì bình thường không có gì đặc biệt cả nhưng khi nấu lại hài hòa với nhau thì lại ngon thì đấy là cái góc nhìn của anh về về việc xây dựng đội ngũ Đó là à. như vậy và để được được cái xây dựng như thế thì những cái yếu tố nào mà mà anh đánh giá cao cũng như là trong quá trình mà xây dựng và làm việc với các bạn ấy anh luôn luôn tập trung vào. Nếu như mà ở những cái level thấp hơn, tức là những cái bạn phải làm chuyên môn á thì dĩ nhiên nó là kỹ năng rồi. Bạn phải có kỹ năng để làm nghề đã. Đúng không? Nhưng mà từ cái cái tức cấp quản lý trở lên thì yếu tố mà anh quan trọng nhất nó là thái độ. Thì anh thấy rằng là gì? Kiến thức và kỹ năng bây giờ nó dễ học lắm do bây giờ cái môi trường nó quá dễ để tiếp cận với tất cả mọi thứ mà thế vâng. là học ai cũng phải học được hết không có ai là đến thời điểm này và vẫn còn bảo là là em em không tiếp cận được cái này em không tiếp cận được kia không có rất là dễ nhưng cái thái độ thì lại là cái mà tạo ra sự khác biệt có những người vào một cái khi mà mình nói chuyện bởi vì những cái cuộc phỏng vấn của anh với cả các bạn nhân viên đặc biệt là ở cái level bắt đầu từ quản lý trở lên đa phần nó giống như một cuộc trò chuyện nhiều hơn để vâng. anh hiểu về con người đấy À, thậm chí hiểu về gia đình của người đó như thế nào, hiểu về cái kỳ vọng của gia đình và kỳ vọng của bản thân họ là gì để họ hiểu rằng là gì. Thứ nhất là cái tổ chức này quan tâm đến con người là yếu tố đầu tiên, để họ muốn làm quản lý họ phải quan tâm đến con người. Cái yếu tố thứ hai nữa là đánh giá được cái thái độ của họ khi họ nhìn nhận về mọi thứ, nhìn nhận về thất bại này, nhìn nhận về thử thách này, nhìn nhận về khó khăn này và nhìn nhận về thành công và vâng. Họ định vị như thế nào về thành công, họ suy nghĩ như thế nào về thành công, họ muốn thành công như thế nào. Vì cái thái độ đấy thì gần như theo anh nghĩ nhé, thái độ thì không có dạy được, à rất khó thay đổi và à, ví dụ như là ở trong gia đình mình nhiều khi thay đổi một người trong gia đình mình còn khó mà đúng không? Vâng. thì huống gì mình bây giờ mình đi ra mình làm gì có thời gian để mà thay đổi thái độ của một ai đấy với mình, Thế cho nên là trong quá trình này nếu mà xác định rằng là cái thái độ của người đó với công việc, à, với những cái định nghĩa hoặc là với giá trị chung của tổ chức ấy, mà nó không phù hợp ấy, thì ngay lập tức là anh 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 sẽ biết rằng là cái người này nó không thuộc về cái tổ chức này chứ không phải họ không giỏi nha. Họ có thể là là một cái nguyên liệu cực kỳ phù hợp ở một cái tổ chức khác. Nhưng mà anh sẽ lựa chọn những cái nhân tố mà có cái thái độ đúng, phù hợp với cả giá trị của tổ chức. Thì chắc chắn là sau này dù họ có thiếu sót ở đâu đấy về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm hay là về mặt kỹ năng thì hoàn toàn mình có thể bổ trợ cho họ được. Hay là những cái uh, mô hình ở, ở trong công ty ví dụ như là uh, Mentoring hay là coaching Hoàn toàn có thể xóa nhòa được cái đấy Nhưng nếu cái thái độ mà đã sai rồi Thì không bao giờ có thể phát triển được Và đấy là cái mà anh nghĩ rằng Các bạn trẻ Đi làm bây giờ phải xác định rõ cái thái độ làm việc của mình Thái độ nhìn nhận của mình về mọi thứ Chứ đừng vội uh, Nghĩ rằng là uh, Sếp đối mình không bằng Hay là như thế nào Cái đầu tiên là quay lại nhìn xem cái thái độ làm việc của mình xem sao rồi mình điều chỉnh thì chắc chắn cơ hội nó sẽ đến cho các bạn em có một cái một cái thắc mắc và vừa nãy anh từ nãy thì anh có có nói rất nhiều về câu chuyện là tức là mình nên có kỷ luật đấy tức là ừ. giống như kỷ luật là một phần rất là quan trọng trong câu chuyện để hướng đến đến thành công nhưng mà có một cái quan điểm cho rằng là ví dụ kỷ luật thì nó lại là một cái gì đấy đối nghịch với sáng tạo tức là nó gò bó ừ. mà rõ ràng là trong thời điểm thời đổi hiện tại thì em nghĩ là cái yếu tố sáng tạo có vẻ như nó đang được đánh giá rất là cao trong câu chuyện gọi là hướng đến thành công ừ. tại hiện tại đặc biệt là với các bạn trẻ ừ em có hai câu hỏi một là anh có nghĩ rằng kỷ luật và sáng tạo nó là hai cái mà đối nghịch với nhau hay không ừ đến nhất và thứ hai là nếu mà nó không tức là nếu mà nó không đối nghịch trong trong góc nhìn của anh thì đâu là cách mà anh có thể cân bằng Ừ. giữa hai yếu tố đấy không phải không phải chỉ cho anh mà còn ừ. cho cả các bạn nhân viên nữa ừ tại vì bây giờ có rất là nhiều cái luồng suy nghĩ rồi thì thậm chí các bạn trẻ cứ cứ nghĩ rằng là phải phải cho tôi cái không gian để sáng tạo vâng. rồi cái môi trường như thế này là một môi trường nó gò bó vâng. rồi thế này thế kia thế thì loại trừ trường hợp nhá phải nói ngay từ đầu là loại trừ trường hợp là thứ nhất là bạn là thiên tài là anh loại những cái người mà được gọi là thiên tài ra Vậy. tại vì cái sự thành công và phát triển của họ nó không phụ thuộc vào bất kỳ cái yếu tố tuyến tính nào cả Vậy. tức là không không cần thời gian họ mới thành công Vậy. họ thành thành công rất là sớm à, và cái yếu tố thứ hai là những cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật mà gọi là siêu thực hay là siêu tưởng gì đấy tức là hoàn toàn có thể nó nó không theo một cái uh, nhìn nhận khách quan giống như những người bình thường tức là một cái tác phẩm nhiều khi anh em mình xem những cái bức tranh mình không hiểu gì cả vâng. nhưng thực ra là nó có yếu tố nghệ thuật rất là cao thì mình không nói nhá còn lại kể cả những cái ví dụ như là nghệ thuật uh, mà cần phải sự sáng tạo đi anh nói đơn giản như là uh, ca sĩ nhạc sĩ đi chẳng hạn vâng đặt giữa hai trường hợp là một người mà nếu như mà là có học hành bài bản nhá, tức là mất rất nhiều thời gian rồi đúng không? À. Là phải học ở trong trong trường này, ví dụ như là học piano hay cái gì đấy, những cái nhạc sĩ hay những cái cái người mà làm hòa âm phối khí bây giờ là đều phải học những cái đó, rất là lâu, rất là mất thời gian. Và cái lúc đấy thì rõ ràng là đâu có phải là sáng tạo đến trước đâu mà đúng. rõ ràng là phải đến từ sự kỷ luật là nhiều khi bố mẹ ngày xưa phải bắt học đàn hay cái gì đấy rất là dài mặc dù là bạn ấy phải thích đã đúng, đúng không? Thì mới đến cái khúc về sau là ông mới được tự do sáng tạo. Đúng không? Hay là nói những cái trường hợp là những cái nhà phát minh hay là những cái người mà đưa ra được những cái mà giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó được hiện đại như ngày hôm nay, bóng đèn ấy chẳng hạn. Thế rõ ràng là là sáng tạo hay là kỷ luật đã làm ra cái việc là cái sợi cuối cùng chọn được cái roll Farm là là cái để làm cái sợi tóc bóng đèn đúng không? 10 nghìn lần không thành công để được đến cái ngày cái, cái cuối cùng là là một lần đấy gió hoàn toàn là sự sáng tạo nhưng mà sáng tạo là cái cạnh là từ cái việc là từ bóng tối sang ánh sáng thôi nhưng còn cái khúc mà kỷ luật ấy, nó là cái khúc mà chứ nếu mà ông ấy dừng ở khoảng 9.000 thì thôi bây giờ chưa biết là thế nào đúng không? Thế thì rõ ràng là gì? đừng có đặt cái mệnh đề là kỷ luật với cả sáng tạo nó là đối nghịch nhau nó à. không phải cái cuối cùng cái mục tiêu của bạn là gì và để đạt được cái mục tiêu đấy thì bạn cần cái gì ở thời điểm này trên cả cái quá trình đến cái cái bước đó ví dụ như bây giờ rất là nhiều bạn hay làm kiểu về bộ phận marketing chẳng hạn là rất à. hay nghĩ rằng là, em cần phải sáng tạo em cần phải thế này thế kia thì anh anh đưa một, một cái ví dụ trong công ty của anh luôn bạn ấy làm trưởng cái bộ phận sáng tạo luôn ấy. nguyên team media là báo cáo cho bạn ấy luôn và vâng. ừ. bạn ấy và team của mình hàng năm làm hàng nghìn những cái sản phẩm uh, gọi là là thiết kế tất cả mọi thứ in ấn rồi mọi thứ bạn có thể làm đủ thứ hàng nghìn cái uh, product một năm quay dựng phim rồi tất cả các thứ bạn làm hết luôn nhưng mà bạn ấy khởi đầu bạn ấy chả liên quan gì đến cái lĩnh vực là thiết kế đồ họa hay, bất kỳ cái gì cả bạn ấy học anh không nhớ là học cái gì nhưng đại khái không phải là liên quan đến mấy cái vấn đề đấy. Thế bạn ấy học học xong thì khi đi vào công ty thì cũng làm những cái vị trí khác. Đến khi công ty cần cái vị trí đấy nhưng mà bạn rất là thích chụp ảnh. Thế là sếp hỏi là thế bây giờ có chịu đi học để thiết kế cái này không? Các bạn đồng ý. Bạn chịu đi học hình như anh nhớ là 2 năm hơn 2 năm rồi đấy và sau đó bạn ấy bắt đầu làm học tất cả mầy mò từng thứ từng thứ một. Và bây giờ là gọi là nếu như mà ở bên ngoài các agency ấy, mà nếu như mà trả phí bọn anh cho cái ý tưởng sáng tạo đấy thì không biết bao tiền nhưng mà rất may bọn anh có một, một người như là in house ở, ở, bên trong và bạn ấy phải trải qua rất là nhiều thời gian cũng như là cái sự nỗ lực của bản thân và anh nghĩ là cái kỷ luật nó rất là lớn để bạn đạt được cái đấy thì anh nghĩ là đừng bao giờ đặt cái đấy nó ở khía cạnh là là đối nghịch với nhau cả nó chỉ có làm sao nó bổ trợ được cho nhau thì đúng hơn và từng giai đoạn đến cuối cùng là mình muốn cái gì mình đạt được nó và trải qua như vậy thôi. Anh Tùng thì là một người đã từng thành công ở rất nhiều môi trường và nhiều cái mô hình khác nhau. Vậy thì anh có cái bí quyết gì để nhân bản cái thành công của mình uh, trong trong các cái môi trường khác nhau như vậy không ừ. uh, ạ? Thực ra là gọi là nhân bản thì, thì nó nó cũng không đúng nhưng mà cũng may mắn là là ngay từ những cái bước khởi đầu ở, ở trong cái hành trình sự nghiệp của anh cả trong khi mà anh học về quản trị kinh doanh thì luôn luôn có một cái môn mà anh cũng rất là thích cái chính là um, nó gọi là organization and behavior gọi là hành vi tổ chức vâng. và trong đó thì thì nó sẽ có đề cập khá nhiều đến đến cái việc là uh, xây dựng cái tổ chức đấy dựa trên các cái hành vi của, của cá nhân rồi tâm lý hành vi của cá nhân đấy như thế nào vâng. thì khi mà mà học lên dần rồi đi làm ấy, thì mới thấy rằng là cái yếu tố đấy cực kỳ quan trọng tức là xây dựng cái đội ngũ của mình dựa trên cái hành vi của từng cá nhân cũng như là cái hành vi mà mình muốn cái tổ chức đấy họ thể hiện vâng. thì càng đi sâu vào thì anh càng thấy rằng là gì ở dưới mức độ là gọi là làm chuyên môn đó, thì rất là đơn giản cái thành công của bạn bạn đạt được nó dễ lắm bởi vì nó chỉ cần có kiến thức cơ bản thôi nhưng mà lên dần lên dần đó, nó là một tổ hợp các cái kiến thức khác nhau các cái kỹ năng khác nhau vâng. quản lý nhân sự tất cả các thứ thế thì nếu bạn muốn càng đi lên nhanh hơn đó, phát triển nhanh hơn đó, thành công nhanh hơn đó, thì bạn phải chuẩn bị cho cái người có thể thay thế mình ở cái vị trí hiện nay vâng. ví dụ như bây giờ tôi là team lead tôi muốn lên làm á, thì cái cách nhanh nhất là làm sao ở bên dưới của tôi này tôi có thể là đào tạo được gọi đơn giản gọi là next successor đó, là cái người kế thừa mình cho cái vị trí đấy mình giúp cho cái người đấy họ bổ trợ những cái kiến thức cái kỹ năng họ đang hỏng họ perform tốt hơn thế tại vì sao khi họ performance tốt hơn thì cái performance của team nó tốt hơn. Vâng. Thì dĩ nhiên mình team lead là mình sẽ được ghi nhận cho cái việc đấy. Vâng. Đúng không? Và khi mà cái người đấy họ làm tốt hơn như vậy ấy, thì một phần nào đó cái khối lượng công việc của của mình ấy đã được người đấy thực hiện rồi. Thì mình sẽ có thêm một cái khoảng thời gian nữa. Thời gian đấy mình làm gì? Thời gian đấy mình sẽ nhìn xem là ở phía trên ấy major ấy, thì họ cần competency gì? Họ cần những cái kỹ năng gì? Vâng. Mình học những cái đó và mình trao đổi với cái người sếp của mình chẳng hạn là em muốn bổ sung em muốn nâng cao cái kỹ năng đấy thì như vậy đấy là cái cách mà rất là bền vững và anh luôn luôn truyền tải cái thông điệp này đến đội ngũ của anh Được. tức là bạn muốn phát triển hay bạn muốn bất kỳ cái gì thì cái cách tốt nhất là làm cho cái team của mình và làm cho cái người mà mình nhắm là mình có thể phát triển lên họ trở nên tốt hơn họ trở nên giỏi hơn thì cái cơ hội nó sẽ đến với các bạn thì đấy là cái cách mà anh, anh luôn luôn cố gắng là trong các cái tổ chức ấy nếu như mà anh rời khỏi cái vị trí đấy của mình thì luôn luôn đảm bảo rằng là cái tổ chức đấy đã có người phù hợp để thực hiện việc đấy vâng ừ vâng. tức là anh cũng có chia sẻ về câu chuyện là tìm kiếm và đào tạo những người gọi tạm gọi là next successor ừ. những người mà sẽ gọi là thay thế cái vị trí của mình nhưng mà em nghĩ là câu chuyện là khi mà mình rời khỏi một vị trí gọi là ở một công ty nào đấy đi một cái công việc nào đấy và mình gọi là chuyển sang một cái môi trường khác thì nó không chỉ dừng lại câu chuyện tìm ra một người ừ. mà nó còn là xây dựng được cái bộ máy quy trình yeah. để những người ở phía dưới có thể làm việc một cách trơn tru mà mình vẫn có thể nắm được thông tin Đúng khi mình cần vậy thì từ góc nhìn của anh là một người mà em nghĩ là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc mà đóng gói sắp xếp những cái thứ như vậy thì theo anh là có những cái cái điều gì mà mình nên chú ý để mình có thể làm điều đấy tốt hơn ừ. là một trong những yếu của doanh nghiệp Việt Nam á là không có văn bản hóa và không có hệ thống hóa được cái quy trình. Vâng. À, tức là là ví dụ bây giờ em em vào một cái doanh nghiệp, ví dụ SME đi chẳng hạn, em hỏi là bây giờ công việc là cần thực hiện như nào thì đa phần ấy sẽ là bảo là đi ra hỏi cái người kia, à, cái ông kia. Ờ à, hỏi ông kia, ông ấy đâu ông đang làm việc đấy. Thế thì nếu ừ. một ngày đẹp trời cái ông ấy nghỉ một cái ấy, thì chắc chắn là công ty nó sẽ chơi với ngay vì là nó không được hệ thống hóa, nó không được quy trình hóa, không được văn bản hóa lại. Thì À, một trong những cái mà anh anh luôn luôn hướng à, tất cả các team của anh là luôn luôn phải thực hiện cái việc đấy à, lúc đầu có thể chưa có nhưng sau này nhất định phải có tất cả mọi thứ nó cần phải được viết ra nó cần phải được hệ thống ra vì sau này cái bước cao hơn của cái yếu tố đấy chính là automation là tất cả mọi thứ nó phải được tự động hóa Vâng. tức là live report rồi tất cả mọi thứ số liệu rồi tất cả cái tiến trình của các công việc nó cần phải được uh, online hết mọi thứ không nhất thiết là tôi cứ phải đi họp thì tôi mới biết những cái đấy mà luôn luôn là cái uh, phân bổ thông tin ở trong cái tổ chức nó phải được xuyên suốt vâng. vì khi em như vậy thì nó sẽ tạo ra cái tính minh bạch ở trong tổ chức và mọi người không thể đổ lỗi cho nhau được nữa vâng bởi vì là mọi thứ nó minh bạch nó rõ ràng hết rồi biết ngay là tại sao cái uh, project nó đang bị stuck ở đâu là biết ngay là ông nào đang đang gặp vấn đề và cái lúc đó thì nó sẽ giúp cho cái người quản lý á, là sẽ có một cái cơ hội rất là tốt đấy là gì? Nếu bình thường á ở trong những cái trường hợp mà nếu như em không làm được những cái việc kia á, là em chỉ có trách mắng người đấy thôi. Nhưng nếu như em chủ động hơn ngay từ đầu á là em sẽ có một cái khoảng thời gian trước đó để em có thể nói chuyện với người đấy để xem là người ta có khó cái gì không, người ta cần giúp cái gì không và lúc đó mình nhảy vào ấy, thì họ sẽ nhớ cái điều đấy và họ sẽ không lặp lại cái sai lầm đấy của họ nữa thì khi quản trị và khi mà xây dựng đội ngũ tổ chức ấy thì bao giờ anh cũng rất là quan tâm đến cái việc là phải văn bản hóa hệ thống hóa quy trình hóa tất cả mọi thứ và như vậy thì khi là dù mình không ở vị trí quản lý trực tiếp nữa nhưng mà nếu như cần một thời điểm nào đó hoặc cái doanh nghiệp đó hoặc là cái team đó nó cần anh anh hoàn toàn có thể nhảy xuống và anh nắm được ngay cái vâng, vấn đề vậy. nó nằm ở đâu đấy là là vâng. cái thực tế và bọn anh đã đã từng phải phải xử lý rất nhiều cái tình huống như vậy tức khi cái vấn đề nó vượt ra khỏi cái khả năng của các bạn thì anh cũng đã từng có thời điểm phải phải trực tiếp để giải quyết những cái công việc đấy thì rất may là uh, bọn anh làm khá tốt cái việc này và các nhân sự thấm nhuần cái 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 yếu tố này và các bạn đi triển khai được nó vâng thường thì uh, cha anh cũng đã biết rồi uh, lại là một cái lời khuyên, tức là lúc nào cái câu hỏi cuối cùng của em dành cho tất cả các các khách mời là một lời khuyên, nhất định dành cho các bạn khán thính giả đang theo dõi cái số podcast này. Anh cũng đã từng trả lời một lời khuyên đó trong okay. cái số podcast trước ừ, rồi. Ừ. Nhưng mà em vẫn muốn hỏi ở trong số podcast này thì anh muốn khuyên gì các bạn? Ok. Tại vì trong cái số podcast này thì anh anh có nói về cái việc là anh là một người dậy sớm và qua đó thì thì anh có được được nhiều cái thời gian hơn. Thì cái lời khuyên của anh dành cho các bạn ấy Là đừng nhìn vào cái đồng hồ sinh học của người khác và áp dụng với mình Tức là đừng nghe cái câu mà người ta hay nói là gọi là dậy sớm để thành công ấy, Là à. đừng có tin vào câu đấy nhá Cái thành công của các bạn nó sẽ khác với thành công của những người khác Và chính vì thế là chỉ làm sao hãy lựa chọn cái con đường nó phù hợp nhất với bản thân mình nó mới là đúng chứ còn đừng nghe về ví dụ ai mà cứ khuyên là dậy sớm là thành công thì đừng có tin các bạn thức khuya cũng được nhưng mà cuối cùng sức khỏe là của các bạn phải tự đưa ra cái lựa chọn cho mình Yeah. Okay. vâng <laughs> vâng em cảm ơn anh <laughs> ok hy vọng là trong tương lai sẽ có một dịp khác anh yeah. em mình trao đổi thêm rất là hy vọng chủ okay. đề khác nữa ok cảm ơn em vâng.